Vụ cháy chung cư Carina Plaza, chủ đầu tư lộ diện nhưng lạnh lùng trước nỗi đau của cư dân. Phải sau sự xuất hiện của Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình vào sáng ngày 25 tháng 3, phía đại diện chủ đầu tư chung cư Carina Plaza mới lộ diện bằng một thông báo nhanh số 1 số 26/TB-NSHG do ông Nguyễn Văn Tùng, là giám đốc công ty trách nhiệm hữu hạn đầu tư thương mại dịch vụ sản xuất Hùng Thanh, ký tên và đóng dấu ngày 25 tháng 3 năm 2018. Một thông báo mà theo các cư dân là hết sức lạnh lùng, thờ ơ trước nỗi đau của cư dân sau thảm họa cháy chung cư Carina Plaza ngày 23 tháng 3. Tại thông báo này nói là nhằm kịp thời hỗ trợ cho cư dân Carina trong thời gian xử lý khắc phục sau sự cố cháy nổ, cho đến khi được tiếp tục vận hành, công ty Hùng Thanh sẽ hỗ trợ tiền thuê nhà 300.000 đồng trên một ngày trên một hộ. Thời gian hỗ trợ từ ngày 23 tháng 3 đến hết thời điểm công ty có thông báo chính thức về việc căn hộ tại chung cư Carina Plaza đã được khắc phục và đủ điều kiện sinh hoạt vận hành. Theo bà Nguyễn Thị Ngọc Mai, thì cư dân chung cư Carina Plaza, điều quan trọng nhất là dân cư chúng tôi muốn chủ đầu tư phải giúp đỡ tức thời, tức là trong giờ khắc hoạn nạn khó khăn, chứ không phải là một lời nói hứa hão mập mờ cho tương lai. Theo thông báo thì cư dân tự tìm nhà thuê, khi nào sửa sang chung cư xong, chủ đầu tư mới hỗ trợ tiền thuê nhà. Thời gian đó là khi nào, kéo dài bao lâu, 1 tháng, 3 tháng hay 1 năm. Họ đã quá thờ ơ lạnh lùng trước nỗi đau của chúng tôi. Các cư dân chung cư Carina Plaza là những nạn nhân của thảm họa cháy nổ ngày 23 tháng 3 vừa qua bức xúc. Trong lúc đó thì ngay tại buổi tiếp xúc với Phó Thủ tướng Trương Hòa Bình vào sáng ngày 25 tháng 3, hơn 500 hộ dân tại chung cư Carina hiện đang rõng màn trời chiếu đất suốt 2 ngày qua đã gửi lên chính phủ, cán bộ, ngành trung ương và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh một đơn kiến nghị khẩn cấp. Tại đơn kiến nghị này thì các cư dân cho biết, nhiều vấn đề đã được báo trước từng xảy ra tại chung cư Carina, nguy cơ ảnh hưởng tới tính mạng của cư dân, nhưng chủ đầu tư là công ty cổ phần đầu tư 577, công ty Hùng Thanh và công ty cổ phần dịch vụ địa ốc Sài Gòn đều đã bỏ qua. Thí dụ như là an toàn phòng cháy chữa cháy không được đảm bảo, thang máy thì liên tục hư hỏng, trôi tự do không được sửa chữa v.v. Đặc biệt vào lúc 17h45 phút ngày 22 tháng 3, đại diện các cư dân đã có một cuộc họp đối thoại với ban quản lý chung cư về 23 điều bất cập liên quan đến phòng cháy chữa nổ, an ninh, vệ sinh. Tuy nhiên thì ban quản lý vẫn thờ ơ, chậm trễ trong tiếp nhận và giải quyết ý kiến phản ánh thực trạng của cư dân. Chỉ 7 giờ sau đó, vào lúc 0 giờ ngày 23 tháng 3 thì thảm họa cháy nổ chung cư Carina Plaza đã xảy ra, khiến cho 14 người thiệt mạng, hàng chục người bị thương và hàng ngàn người bị khủng hoảng tâm lý, tài sản giá trị hàng tỷ đồng của cư dân bị thiêu rụi và hiện họ đang sống cảnh vô gia cư. Cư dân Carina được bồi thường như thế nào trong vụ cháy 13 người tử vong? Chủ hộ bị thiệt hại trong vụ cháy chung cư Carina Plaza, quận 8, thành phố Hồ Chí Minh có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại về người và tài sản. Ngày 25 tháng 3, người dân chung cư Carina Plaza vẫn vất vả tại sảnh tòa nhà đối diện, chưa thể về nhà sau vụ hỏa hoạn làm 13 người chết và hàng chục người bị thương. Cuộc sống của họ bị đảo lộn, nhiều gia đình có xe để dưới tầng hầm, dù không bị cháy vẫn không thể lấy đi lại được. Họ mong muốn sớm được giải quyết bồi thường thiệt hại để ổn định cuộc sống. Chủ đầu tư, ban quản trị chung cư có trách nhiệm đầu tiên. Theo luật sư Ngô Quý Linh, giám đốc công ty luật sư Linh, các cơ quan chức năng cần nhanh chóng khởi tố vụ án để điều tra xác định nguyên nhân gây ra cháy do lỗi khách quan hay chủ quan. Nếu nguyên nhân gây cháy là hành vi vi phạm pháp luật thì phải xác định được ai là người có lỗi. Người này sẽ là chủ thể chịu trách nhiệm bồi thường mọi thiệt hại. Tuy nhiên, dù nguyên nhân cháy là lỗi chủ quan hay khách quan, thì người dân bị thiệt hại đều có quyền yêu cầu bồi thường thiệt hại cả người và tài sản, ông Linh nói. Bởi theo quy định thì trách nhiệm mua bảo hiểm cháy nổ đối với tòa nhà chung cư là bắt buộc đối với mỗi cá nhân, tổ chức. Trong vụ hỏa hoạn này thì chủ đầu tư hoặc ban quản trị là đầu mối đứng ra mua bảo hiểm cháy nổ cho cư dân. Trong đó khi xảy ra hỏa hoạn thì trách nhiệm bồi thường đầu tiên cho cư dân chính là chủ đầu tư và ban quản trị. Sau đó hai đơn vị này sẽ yêu cầu công ty bảo hiểm có trách nhiệm bồi thường lại cho chính mình. Công ty bảo hiểm là bên chi trả thiệt hại mà không cần chứng minh lỗi. Sau đó, công ty bảo hiểm sẽ phải tìm ra hoặc phối hợp với cơ quan chức năng xác định người có lỗi để yêu cầu người đó bồi thường thiệt hại lại số tiền mà công ty đã chi trả. Luật sư Linh nêu quan điểm.
Ở vụ hỏa hoạn đặc biệt nghiêm trọng này thì ông Linh cho rằng, trước mắt thì chủ đầu tư và ban quản trị nên tích cực liên hệ với bên bảo hiểm để tiến hành xác định mức độ thiệt hại và chi trả càng sớm càng tốt trong phạm vi bảo hiểm, để phần nào đó khắc phục được những khó khăn cho cư dân. Các tài sản là hậu quả trực tiếp từ vụ cháy bao gồm tài sản biến mất, tài sản bị tiêu hủy, bị hư hỏng một phần. Trong trường hợp này là các trang thiết bị nội thất, các vật dụng cá nhân, tiền, trang sức, thiệt hại về xe các loại, chi phí sửa chữa lại căn hộ của mình, của cư dân đều có quyền được yêu cầu bồi thường. Ngoài ra thì cư dân có quyền đòi bồi thường về sức khỏe, tinh thần, trách nhiệm cấp dưỡng nếu có thiệt hại về người, chi phí mai táng v.v. Ông Linh cho biết thêm. Cùng quan điểm thì tiến sĩ luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch của Đoàn Luật sư Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, theo Nghị định 130/2006 của Chính phủ quy định về chế độ bảo hiểm cháy nổ là trách nhiệm bắt buộc đối với nhà chung cư. Mỗi chung cư đều có ban quản trị. Do đó, ban này sẽ đứng ra mua bảo hiểm cho các hộ dân và người dân có nghĩa vụ đóng tiền bảo hiểm cho ban. Khi xảy ra hỏa hoạn thì người dân sẽ được bảo hiểm chi trả trừ một số trường hợp, loại trừ trách nhiệm được ghi trong hợp đồng bảo hiểm các bên đã ký như tác nhân gây ra, con người gây ra. Cư dân được bồi thường như thế nào? Theo luật sư Nguyễn Hữu Thế Trạch thì trường hợp cư dân đã đóng tiền mua bảo hiểm nhưng ban quản trị không mua hoặc chưa mua thì họ có trách nhiệm phải bồi thường toàn bộ thiệt hại cho các chủ hộ. Đối với những cá nhân chủ hộ trong chung cư mà không mua bảo hiểm thì sẽ không được bồi thường. Đây là bảo hiểm bắt buộc, do đó trách nhiệm bảo hiểm không chỉ được áp dụng đối với tài sản là căn hộ mà cả thiệt hại về người và các tài sản khác tại chung cư, luật sư Trạch nhấn mạnh. Tuy nhiên thì theo thông tư 214/2013 của Bộ Tài chính, quy định về mức phí tham gia bảo hiểm cháy nổ đối với mỗi căn hộ là khác nhau. Dựa trên tỷ lệ diện tích, do đó mà việc chi trả bảo hiểm sẽ được thực hiện theo tỷ lệ mức phí mà người dân tham gia bảo hiểm đã đóng. Đối với các tài sản gắn liền với căn hộ thì mức chi trả cũng sẽ được tính theo tỷ lệ này. Trong khi đó thì luật sư Ngô Quý Linh bày tỏ e ngại việc mua bảo hiểm cháy nổ là rất quan trọng, nhưng nhiều người dân lại chưa nhận ra. Trên thực tế thì tỷ lệ người mua bảo hiểm tự nguyện này là chưa có cao. Đối với những thiệt hại nằm ngoài phạm vi bảo hiểm thì người dân có thể yêu cầu người có lỗi bồi thường thiệt hại. Nguyên tắc bồi thường thiệt hại là thực tế và cư dân phải có nghĩa vụ chứng minh nó. Khi xác định được thiệt hại các bên có thể thương lượng, nếu không được thì yêu cầu định giá. Nhưng khó khăn lớn nhất khi yêu cầu đó là người có lỗi bồi thường chính là thiện chí và khả năng tài chính, luật sư Linh lưu ý. Chung cư Carina Playa nằm trên khu đất rộng hơn 19.000m2 ở đường Võ Văn Kiệt, quận 8. Tòa nhà bao gồm 3 lóc cao từ 14 đến 20 tầng, có khu thương mại, giải trí và hơn 700 căn hộ. Hỏa hoạn xảy ra lúc 1 giờ ngày 23 tháng 3 tại tầng hầm chung cư khiến cho 13 người chết và hơn 50 người bị thương. 13 ô tô và 150 xe máy bị thiêu rụi. Hậu quả này được đánh giá là nghiêm trọng nhất trong 15 năm qua, chỉ đứng sau thảm họa cháy nổ ATG làm 60 người chết. Theo điều tra ban đầu thì khi đám cháy bùng lên, các cửa cầu thang thông lên tầng đều mở tung do bị chìm gạch. Khói lửa ùn lên rất mạnh, hệ thống chữa cháy tự động lúc đó gần như không hoạt động, lực lượng chữa cháy tại chỗ không có, nên khi lính cứu hỏa đến nơi thì khói đã rất lớn. Thiếu tướng Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh cho rằng, nguyên nhân phát cháy tại tầng hầm không loại trừ khả năng có tác động đặt gây nổ. Trợ lý huấn luyện viên Park Hang-seo miễn tiền thuê nhà cho gia chủ có chú chó cứu chủ. Nghe cậu ấy bóc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình thoát khỏi hoạn nạn. Trợ lý phiên dịch huấn luyện viên Park Hang-seo cho biết. Câu chuyện về gia đình anh Nguyễn Ngọc Đằng, chủ tài khoản của Facebook Danny Nguyễn, 29 tuổi, sống tại khu chung cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh, vừa xảy ra hỏa hoạn chia sẻ trên trang cá nhân rằng chính hai người bạn bốn chân là anh Nhân đã cứu mạng cả gia đình anh. Câu chuyện này đang thu hút hàng ngàn người và rất nhiều ý kiến bình luận chúc mừng cho gia đình qua khỏi nạn và nghẹn ngào khen ngợi lòng dũng cảm của những chú chó trung thành với chủ. Ông Lê Huy Khoa, trợ lý phiên dịch cho huấn luyện viên Park Hang-seo trong dịp đội tuyển Việt Nam U23 Việt Nam thi đấu ở Trung Quốc đã chia sẻ, căn hộ mà vợ chồng anh Đằng thuê đang ở chung cư Carina chính là của gia đình ông cho thuê lại. Khi nghe tin hỏa hoạn tấn công chính khu dân cư Carina, thành phố Hồ Chí Minh, ông đã rất sốt ruột gọi ngay cho người thuê nhà. Nghe cậu ấy bóc máy trả lời, tôi mừng như chính người thân mình đã thoát khỏi cơn hoạn nạn. Rất may là vợ chồng cậu ấy được chú chó cứu sống, chính con chó đã vào cào cửa khi có khói. Nhờ tiếng cào cửa, cậu ấy đã thức dậy, lúc đó khói đã vào kín phòng, điện mất hoàn toàn. Rất may là nhà gần lối thoát hiểm nên cậu đưa vợ đang có bầu và chú chó ra ngoài.
Cậu ấy thông thạo lối xuống vì hàng ngày vẫn đưa chú chó đi dạo bằng lối này. Lúc ấy rất đông người xô đẩy nhau toát thân ra và tạo ra cảnh tượng kinh hoàng. Rất may là vợ chồng cậu ấy đã hồi phục và xuất viện luôn trong ngày, ông Khoa cho biết. Để chia sẻ khó khăn với vợ chồng của anh Đăng, ông Khoa quyết định không thu tiền nhà trong tháng này và cho biết nếu vợ chồng anh Đăng khó khăn thì ông sẽ tiếp tục hỗ trợ. Mọi người hãy cùng chia sẻ những khó khăn với người dân trong khu dân cư Carina. An nhân đời người có khi là những thứ rất nhỏ quanh ta. Hy vọng rằng mọi người ở dưới khu dân cư Carina sớm hồi phục sức khỏe, ổn định cuộc sống. Tôi sẵn sàng hỗ trợ mọi thứ nếu có thể. Được biết, số tiền thuê nhà một tháng của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Đăng tại khu chung cư Carina là 7 triệu đồng.